Chị Vân xin chào tất cả các em. Các em thân mến, không biết là ngày khi mà bê bát cơm trắng giàu thơm thì các bạn nhỏ của chúng ta có tự hỏi là để làm ra hạt gạo trắng trong thì người nông dân đã phải vất vả như thế nào hay không? Và các em biết không, những đồ ăn, thức uống hàng ngày chúng ta vẫn ăn thì đều là thành quả lao động của các bác nông dân đấy các em ạ. Chính bởi vậy mà trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay thì chị sẽ cùng với các bạn nhỏ tham gia trải nghiệm một ngày làm việc của các bác nông dân. Và trước khi bắt đầu chương trình trải nghiệm thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem hai bạn nhỏ sẽ đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là ai nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Ngôn Diệu. Năm nay mình 8 tuổi, mình đang học tại trường tiểu học Phù Đồng lớp 22. Sở thích của mình là đi bơi. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm những công việc của bác nông dân. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là An Bình. Năm nay mình 8 tuổi. Sở thích của mình là nhảy, múa và hát. Mình rất vui khi được tham gia trải nghiệm cùng chương trình. Xin chào Nguyên Diệu, xin chào An Bình. Không biết là ngày hôm nay khi mà tham gia trải nghiệm làm nông dân cùng với chương trình thiếu nhi thì không biết các bạn cảm thấy nào, Nguyên Diệu? Theo em thì đây là một công việc vất vả. Em muốn tìm hiểu thêm về những công việc của bác nông dân ạ. Vậy còn An Bình, đã bao giờ mà An Bình nhìn thấy các bác nông dân làm việc hoặc là đã thử một công việc gì đấy của các bác nông dân như là trồng rau này, nuôi gà này hay là nuôi bất kỳ một con vật nào chưa? Ở đây thì Nguyên Diệu này đã biết một vài công việc nhỏ nhỏ của người nông dân đúng không? Còn An Bình thì hoàn toàn chưa biết gì về công việc của người nông dân. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đi nhé. An Bình với Đậu Xanh có biết cây này gọi là cây gì không? Em thấy chị là cây lúa. Cây lúa. Thế thì một trong hai bạn có biết là làm thế nào mà từ cây lúa thì chúng ta sẽ có được những bát cơm dẻo thơm như ăn hàng ngày hay không? Em với chị là khi nó chín thì các bác nông dân sẽ thu hoạch và các bác sẽ xay ra gạo. Và lúc đó mình sẽ có một cái bát cơm dẻo và thơm ngon ạ. Ở đây thì chị thấy có một cái cây này này, các bạn có biết cây này gọi là cây gì không? Nguyên liệu đấy là cây gì? Em với chị Yến giống cây cau. Cây cau hả? An Bình, em nghĩ nó là cây gì? Cây đào. Cây đào hả? Chị xin chúc mừng hai bạn đã trả lời sai rồi. Cây này gọi là cây kè. Đi nào. Xin giới thiệu với các bạn nhé, đây là nhà cô Phương. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm làm người nông dân tại đây. Và đố các bạn biết này, cái cây ở trên đầu chúng mình tên là gì? Em thấy chị là cây bầu ạ. Liên quan đến cây bầu, quả bầu của bạn nào thuộc cái gì về bầu không? Yêu. Nguyên Diệu à, Nguyên Diệu thử đọc xem nào. Dầu tôm nấu rồi bầu trồng tràn rồi húp gật đầu hết ngon. Ai dạy Nguyên Diệu cái này đấy? Nghe trên YouTube. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào để tìm gặp cô Phương nhá. Vâng. Chúng mình đi thôi. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cô Phương. Người sẽ ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách trở thành một người nông dân. Ngày hôm nay thì cháu đưa Nguyên Diệu và An Bình đến đây mong muốn là cô Phương sẽ hướng dẫn các bạn ấy những công việc của một người nông dân ạ. Cháu muốn làm công việc gì ở nhà cô đầu tiên ạ? Quét sân ạ. Quét sân ạ? Ra quét sân nhá. Vâng.
nhiều cỏ quá. Bác ơi, thế cái cỏ này dùng để làm gì ạ? Cỏ này để ta dùng cho bò ăn cũng được này, cho cá ăn cũng được này, hay ta bố cho gà nó ăn cũng được. Cháu còn thắc mắc là tại sao gà ăn cỏ, gà chỉ ăn thóc thôi ạ? Gà cũng ăn cỏ là vì nó sốt ruột thì nó ăn cái lá này. Ăn cỏ cho có nhiều chất xơ. Trong tất cả những trải nghiệm buổi chiều của chúng ta đến giờ nào, quét sân này, đổ cỏ đúng không, hái chuối rồi đấy cho gà ăn, thì theo các bạn việc nào là khó nhất? Nhổ cỏ thì những cái cỏ rất là nhỏ, làm sao thì chúng ta nhổ, mắt thì không nhìn được, mắt con người chỉ nhìn được một vật to. Còn An Bình thì thế nào? Ở nhà em cũng hay giúp mẹ một số công việc vặt, nhưng những trải nghiệm ngày hôm nay thì hoàn toàn khác. Em rất thích không khí ở đây, rất là trong lành. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi vào nhà nghỉ ngơi và sáng ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục với những trải nghiệm mới về công việc của người nông dân các bạn nhé. K.O.